sáng ngày tưới cây sửa sương sương nha, trưa nắng dữ lắm, nắng sáng tưới lần, chiều tưới lần. Cái này có những cây mà nó tàn nó rộng, tàn nó rộng như kiểu cây mai Thủ Đức đó đó, Thủ Đức đó ha. Chúng ta cũng coi lại với phần chậu, nhiều khi tưới phần lá không à, cái phần chậu không có rơi xuống dưới nhiều, chủ yếu tưới là phần gốc hay nhiều tí à. Những cây mà lá càng nhiều thì nó mất nước càng nhiều á, nó cần cái lượng nước rất là nhiều, nó quang hợp mà. Cây lá càng lá nhiều, tại sao nó cây lá càng nhiều thì càng khỏe, nó quang hợp nên nó tạo ra năng lượng. Trong sinh học á, mình có đọc là sinh học á, nó hút cái dinh dưỡng từ ở dưới đất lên, dinh dưỡng nó chưa có xài được á, giống như chúng ta ăn cơm á, theo kiểu đó là người ta dinh dưỡng nó chưa có xài được, nó phải qua lá, qua lá nó biến đổi cái năng lượng dinh dưỡng đó nó thành cái năng lượng mà cây nó cây nó hấp thu được ha, hấp thu được và nó sẽ lớn gốc lớn cành nào ra, thành nụ hoa nào ha. Cái gì, cây mà nó muốn nuôi cho khỏe phải để cho lá cho nhiều mới được, còn cây mà bự có le que ra bao nhiêu bạc ba ra bao nhiêu đọt bấm bấy nhiêu đó, thì nó không có phát triển được ha, phải nuôi cho lá nó khỏe đi rồi sau này nó hình thành cái cây thân nó mập rồi đó. Chúng ta muốn chơi kiểu bonsai hay kiển gì đó thì chơi sao, đầu tiên phải nuôi cho cái thân nó mập, mà cái thân muốn mập đó, thì phải lá phải phát triển ha. Còn người ta thấy làm cái bonsai người ta làm đẹp thiệt là đẹp luôn, gốc bự thì bự luôn, có mấy nhánh nè. Đấy, trước khi mà được như vậy thì phải trải qua cái quá trình nè, quá trình rất là lâu á. Cây nó phải sum xuê được á thì nhánh nó mới to được. Chứ không thể nào mà cây mà không có lá mà nhánh nó to thì không thể nào làm được á. Nhánh mà thay thấy những cây bonsai người ta triển lãm ở các hội chợ đâu đó, ở các hội hoa xuân đâu đó. Cái cây như là nó lùng liền á. Cái gốc bao nhiêu thì cái nhánh nó bấy nhiêu á, nhánh nó to mà để cái nhánh được bằng ngón tay cá thế này thì tin trước đó đó, lúc mà chưa cắt tỉa thì phải rất là nhiều nhánh con á, nhánh con nhất là nhiều lá để nuôi cho nó to, rồi sau này người ta mới cắt bỏ những cái phần chi ở bên trên, người ta giữ lại một vài là nhánh thôi. Nắm như cây này của mình nè, cái gốc nó bự bằng chân vậy mà nhánh lên trên ghép gần 3 năm mà ha, nó bự ngón tay cái à, mà phía bên trên đó là sum xuê luôn ha, sum xuê luôn. Nó nuôi để nó mua cái nhánh to thì nó phải sum xuê vậy đó. Ngày tưới 2 lần á, mấy bữa nào trời mát mát thì mình tưới 1 lần à. Rồi mấy bữa nay trời nắng dữ lắm, 7-8 giờ sáng mà nắng dữ lắm, nắng à. Tưới 2 lần, cái chiều cả 3 mấy 4 giờ tưới lại 1 lần nữa. Nhưng mà tưới ta thì nó sẽ đều hơn á, đều hơn tưới cái dạng phun này, thì tưới ta là chúng ta tưới vào cái phần gốc, còn cái này là chúng ta phun ở trên nó rơi xuống. Khi mấy cây nào lá nhiều quá thì nó không có rớt xuống chậu nhiều, mà mấy cây nào mà không có lá nhiều thì lại nó ướt đẫm quá ha. Nhưng mà tại vì không có thời gian nè, không có thời gian, một ngày nếu mà tưới hết cái vườn của mình là tưới một ngày chưa có xong nữa thì nó nằm tùm lum chỗ hết trơn. Và cái cây này nằm cái nằm chỗ kia chỗ không tùm lum, mà kéo ống là nó cũng mệt dữ lắm, lắp đại để còn cái nào nó khô thì mình lại mình xách thùng mình tưới thêm á, xách thùng tưới chăm chăm thêm. Nhìn xa nó có hoa nè, một năm nó hoa mấy lần luôn á, để như 1 tháng 2 tháng thì nó ra bông lần á, khoảng 2 tháng. Bởi vì nước tưới như vậy thì cái cây nào nó có nhiều lá thì chúng ta tưới nhiều á, còn cây nào nó ít lá, ví dụ những cây mai mới ghép á, hoặc là những cây mai mà sau Tết mới cắt tỉa rồi đó, những cây to thì nó không có lá nhiều thì nó không có cần nước nhiều đâu. Đây, cây nào lá nhiều thì mới cần nước nhiều thôi, lá nhiều thì nó quang hợp, nó bốc hơi tạo ra năng lượng á, biến đổi năng lượng qua lá thì mới cần nước nhiều thôi.
Còn những cây mai ghép ở bên kia mình mới ghép kìa. Đây, mới ghép thì thậm chí 1 tuần mình tưới 1 lần cũng được nữa. 1 tuần thậm chí 2 tuần mà tưới 1 lần cũng được nữa. Thì cái lượng nắng mà nó bốc hơi trong cái chậu là nó không có nhiều bằng bốc hơi qua lá. Như mình lúc trước ở phía bên kia rồi, như 2 ngày mình tưới 1 lần sau Tết á. Sáng mình tưới sương ít à. Còn bây giờ phải lá nhiều thì 1 ngày phải tưới 2 lần á. Lá nó nhiều nè. Bây giờ lượng lá nó một cây thế đây có thể là có cả ngàn cái lá. Ngàn cái lá mà mỗi một cái lá nó chỉ cần thoát ra 1 gram nước thôi ha. Là cây đó một ngày đó là thoát ra cả lít nước rồi. 1.000 gram là 1 lít ha. Mà mấy ngàn cái lá. Mình thoát còn nhiều hơn như vậy nữa. Cây càng nhiều lá thì càng tưới nhiều nước. Còn cây ít lá như mấy cây phôi mà người ta bứng trụi lũi đó. Trụi lũi thì 1 tuần tưới 1 lần cũng được đó. Còn lấy 2 tuần á. Mấy cây đó 1 tuần tưới 1 lần. Kiểu như cây này nè. Cây này thì nó có mấy cái lá. Đây, mấy cái lá thì không cần nước nhiều đâu. Nước nhiều tưới nó úng chứ không làm gì đâu. Này, lá nhiều thì mới tới nước nhiều á. Dàn mấy cây dàn Phú Tân to, Phú Tân ghép 4 năm á, 5 năm. Hôm nay năm thứ 5 nè, đó là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Đó là tưới nhiều khi trưa phải xách thùng tưới thêm á. Những cây mè mới á, thì nó không có cần nước nhiều đâu. Như cây mai sắn nè, cây mai sắn 2-3 ngày mới tưới 1 lần. 2-3 cây cầm kế bên nhau ha. Cây này thì 1 ngày phải tưới 2 lần nè. Đây, lá quá thì lá luôn nè. Đó, xum xê á. Đây, cũng với một cái chậu như vậy á. Cái chậu cũng 3 tấc rưỡi. 3 tấc rưỡi mà 2 ngày mới tưới 1 lần. Còn cái chậu này thì 1 ngày phải tưới 2 lần. Đây, là nguyên nhân chính là không phải là do kích cỡ cái chậu á. Mà nguyên nhân chính là do cái lá trên đây nè. Đây. Cây mà nó càng có nhiều lá đây thì nó mất nước càng nhiều á, nó mới là nó quang hợp á, nó quang hợp nên nó mất nước. Để vậy mà khi mà tưới cây lớn cây nhỏ thì chúng ta cũng phải canh lượng nước chúng ta tưới ăn đây, chứ mà tưới nhiều quá là nó úng nó chết luôn á, giống như cái kiểu cái cây đó nó bị suy đó, suy mình tách riêng chứ không có để chung trong kia. Để dùng đồng kia là tưới nó chịu không có nổi đâu. Nếu mà để chung những cây tốt, những cây suy mà chúng ta để chung những cây tốt á, thì tưới chung cùng một lượng nước á, thì nó không có chịu nổi nha. Còn nếu mà chúng ta ở nhà mà chúng ta để chung thì cũng được, chúng ta canh ta tưới thôi. Cây nào lá nhiều thì chúng ta canh ta tưới nước nhiều. Còn cây nào lá ít á, thì tưới ít nước thôi, không cần nhiều đâu. Nhưng mà suy mà tưới cho cả đống nó là nó chết cây luôn á. Cái này nè, hổm hồi Phú Tân hồi Tết nè, nó nằm bên hông nhà mà nè, bông rực rỡ luôn ha. Đây, bông rực rỡ luôn. Đây, hồi Tết mới cắt đôn là nó không có cần nước, mình có không một ngày tới sáng tới sương qua 1 lần à. Đây, sáng ngày tưới cây á, nãy giờ tới là được 10 phút vậy đó. 10 phút và sương sương á. 10 phút rồi. Nó vừa thôi, tưới vừa thôi chứ không cần tưới mà nó nổi nước lên là cũng không có hay lắm đâu. Những cây bự, những cây mà lá nhiều nè, tưới nổi nước cũng không sao đâu ha. Tưới nổi nước là nó bốc hết trơn à. Còn những cái cây suy thế này nè mà tưới nổi nước là nguy hiểm nha. Tưới nổi nước là cái để là nó thứ quắc ở dưới luôn á. Còn những cái cây bự tưới thoải mái đi, những cái cây mà lá xum xê nè, tưới ngập mặt cũng được nè. Ngập mặt lá chìa nó cũng khô queo, nó bốc hơi dữ lắm, nó bốc hơi nước dữ lắm à. À, sáng ngày có cầu vồng à. Còn thấy không rõ lắm à. Rồi, xin chào mọi người á. Sáng ngày ở nhà tưới cây nè, quay lại mình chia sẻ cho mọi người xem cho vui á, xem cho vui rồi cái nào mà rút kinh nghiệm được thì rút, còn rút không được thì xem cho vui cũng được. Rồi, xin chào mọi người á. Chúc mọi người một buổi sáng hoặc là tốt lành nè. Buổi sáng mà nó có niềm vui chút chút mà, thì cả ngày làm việc nó hiệu quả lắm. Xin chào ạ.